Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo. Tại sao tôi lại nói là phiên bản Modulo? Đó là phiên bản Modulo đã được trang bị toàn bộ về border kit quanh xe này, giá nóc này, đuôi gió thể thao. Đấy là phiên bản Modulo. Và đây là cái phiên bản 2.4 số tự động quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và vẫn là biển 29Y, biển số 4 số từ năm 2010 quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả máy móc còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết về chất lượng. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 420 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo 2.4 sản xuất năm 2010 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo 2010 này quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe, xem nó còn đẹp như thế nào quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ, màu bạc. Đấy, border kit thể thao quanh xe. Đây là phiên bản border kit quanh xe và nó là cái phiên bản Modulo đấy ạ. Màu bạc rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý vị bạn thấy đấy ạ, cụm đèn pha còn nguyên bản này và rất là mới. Đấy, cụm đèn pha rất mới, rất đẹp luôn. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Phía bên dưới cụm đèn pha là cụm đèn gầm, cũng còn rất đẹp, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là mới. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và giá nóc thể thao, đuôi gió thể thao. Đấy, phiên bản Modulo này thì đã có đầy đủ cả giá nóc này, đuôi gió thể thao Modulo. Rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi, border kit sau. Đấy, cái border kit sau nó rất là đẹp này, border kit liền với ba đời sốc luôn đấy ạ. Đấy, phiên bản Modulo, cụm đèn hậu còn nguyên bản và rất là đẹp đấy ạ. Đấy, đây là cái phần cụm đèn hậu quý vị bạn nhé, còn nguyên bản và rất là đẹp đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu, rất là đẹp. Và dàn lốp còn rất là mới, tất cả một cái dàn lốp này đều rất mới. Với chiếc xe này thì quý vị và các bạn mua về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi ạ. Xe đẹp lắm luôn đấy ạ. Lốp còn dày, chưa phải thay. Rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ về cả một cái dàn lốp này còn rất mới và rất là đẹp.
ngoại thất bên ngoài, chúng tôi cam kết là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu ạ. Về phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nước sơn nguyên bản còn rất là nhiều, nền rất là căng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất đẹp. Đấy là cái về cái phần nước sơn bên ngoài. Nước sơn bên ngoài thì ok luôn rồi quý vị các bạn nhá. Đấy, cái nền của cánh cửa này đều rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe, cũng như là về cái phần keo chỉ. Trước tiên là ta sẽ mở cái cánh cửa bên lái này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn. Tắp bi cánh cửa này cũng còn rất là mới. Đấy, còn rất là đẹp này, từ cái nội thất này cho đến những cái phần nhựa, phần trần đều rất mới, rất đẹp quý vị các bạn ạ. À, một chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 2010. Ghế lái là ghế điện rồi quý vị các bạn nha. Đây, ghế lái là ghế chỉnh điện rồi. Ghế chỉnh điện này. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn ơi. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 và là bản 2.4, sản xuất tại Việt Nam quý vị các bạn nha. Đấy, còn rất đẹp từ những cái ốc bản lề cánh cửa này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Cụm điều chỉnh lên gương chiếu hậu này, gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề nguyên bản, tắp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn, nội thất da. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong quý vị và nha. Ở những chiếc xe Honda CR-V thì là cái gầm cao, SUV gầm cao thì ngồi trong xe rất là rộng quý bạn ạ. Tôi ngồi hàng ghế sau này, cảm thấy rất là rộng này. Và nhìn về phía trước này là cái màn hình trung tâm. Xe cũng đã được trang bị là đầu DVD. Đấy, đầu DVD. Camera lùi đủ cả rồi quý vị các bạn nhá. Đấy, từ vô lăng chiếc xe này tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị bạn cùng xem. Đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe đã lăn bánh được 8.9.000 km rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, 8.9.000, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển lên vô lăng. Đấy, đầu DVD, màn hình, camera lùi rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Táp lô này, táp bi này đều rất mới, rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần nhựa này quý vị bạn thấy là nó rất là mới này, từ những cái phần nhựa này đến những cái phần nỉ trần đều rất đẹp. Đấy, rất là đẹp, một chiếc xe Honda CR-V 2010 phiên bản Modulo. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi đang bị đau họng cho nên là cái giọng nói của tôi nó hơi khàn một chút ạ. Và tôi quay ở cái khu vực ngoài sân Mỹ Đình này. Sân Mỹ Đình này thì nó rất là đông xe và tiếng ồn nó rất là lớn quý bạn ạ, cho nên là tôi nói thì chắc là quý vị các bạn không nghe rõ, thì quý vị bạn hết sức thông cảm nhé. Và thưa với quý bạn, đây là tôi đang ngồi ở trong xe này thì tiếng ồn nó đỡ hơn và tôi nói thì chắc là nó dễ nghe hơn. Thì tôi xin báo giá với quý vị và các bạn về chiếc xe Honda CR-V Modulo 2010 này, chúng tôi bán với giá là 420 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 420 triệu đồng thôi thì quý vị bạn sở hữu ngay một chiếc xe Honda CR-V, dòng xe SUV gầm cao này quý vị bạn nhé. Tạm thời thì tôi lại tắt cái động cơ này đi và tôi giới thiệu tiếp cho quý vị bạn. Đây, tì tay đây quý bạn này, đây là có cả tì tay này. Đây, tì tay hàng ghế trước. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cốp sau này còn nguyên bản luôn, keo chỉ nguyên bản luôn nhá. Đấy, còn đây là hai cái ốc này là cái ốc để bắt cái đuôi gió quý vị nhá, ốc bắt đuôi gió đấy. Đấy, hai bên này có hai cái ốc này là bắt đuôi gió thôi ạ. Đấy,
keo chỉ nguyên bản. Đã, keo chỉ còn nguyên bản hết nha. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Đấy, toàn bộ về cái khoang hành lý đằng sau này thì rất là rộng rồi, nỉ trơn rất đẹp. Đấy, toàn bộ về những cái phần nhựa đều rất đẹp luôn đấy ạ. Đây, cho quý bạn xem lốp sơ cua. Lốp sơ cua này, kích đồ nghề này còn rất là mới luôn. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cả cái giá chắn cốt này còn cơ. Ngày xưa là cái giá chắn cốt này hay bị mất lắm này, hay bị thiếu. Đấy, bây giờ bản này có đủ hết luôn. Cái giá chắn cốt này, đấy, rất là gọn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cũng còn nguyên bản này, tắp bi cánh cửa nguyên bản luôn, ốc bản lề còn nguyên. Đấy, ốc bản lề còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Phía trước bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản này, tắp bi rất đẹp luôn. Ốc bản lề còn nguyên, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Quá là đẹp luôn rồi. Nội thất da nỉ trơn rất là sạch đẹp, từ táp bi, vô lăng, cần số, táp lô đến táp bi bên này, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo đã nào. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đây, từ những cái tem này còn nguyên này, chưa có vết sơn, chưa làm lại này. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết này. Đấy, còn nguyên đinh tán, tem. Đấy, đến những ốc cabo bên này, đã ốc cabo này, ốc chân cabo này còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm từ đâu cả. Đấy, và cái động cơ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc CRV Modulo 2010 này là một cái khối động cơ xăng 2.4 lít. Đấy, động cơ 2.4 lít rồi quý vị bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp này này. Từ 2010 mà cái động cơ này còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, rất là mới luôn. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Về cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước và còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo 2010 này. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 420 triệu đồng quý vị các bạn nhé, 420 triệu đồng ạ.
Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V 2010 phiên bản Modulo 2.4 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.